Kính mời quý vị và các bạn đến với mục ống kính phóng viên của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, hơn chục năm nay, tuyến đường DH51 và DH52 đi qua các xã Đại Tập, Đông Ninh, Tân Châu, Tứ Dân của huyện Khoái Châu bị xuống cấp nghiêm trọng, gây rất nhiều khó khăn cho việc đi lại của nhân dân. Mặt đường bong chóc, chí chít những ổ trâu, ổ voi. Không những vậy, các xe trọng tải lớn chở cát đá hàng ngày liên tục hoành hành bất kể ngày nắng cũng như ngày mưa, khiến người dân nơi đây chỉ biết ngao ngán, thở dài và thường gọi là những con đường bị lãng quên. Theo phản ánh của người dân sinh sống, dọc theo trục đường DH52 có chiều dài gần 4 km, nối từ bến đò Tân Châu đến đường DH56, đoạn qua xã Đồng Kết, xã Đông Ninh của huyện Khoái Châu. Đây vốn là trục giao thông chính kết nối của huyện Khoái Châu qua sông Hồng với các huyện Phú Xuyên và Thường Tín của thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, con đường này đã và đang xuống cấp rất nghiêm trọng. Hầu hết toàn bộ mặt đường đã bị băm nát với hàng loạt những ổ trâu ổ voi. Nhiều vị trí đã tạo thành những cái bẫy nguy hiểm đối với người đi đường. Con đường này thuộc về con đường huyện. Theo tôi biết thì chắc nó phải hơn 10 năm, không sửa chữa gì cả. Xe lượng lớn, một là chở đất hay chở cát đi, bụi bặm đến người dân ảnh hưởng rất nhiều. Chỗ nào hỏng hóc người dân tự chắp vá, trước về bên giao thông không có cái gì cả. Người dân thì cũng kêu đấy nhưng mà tất cả cũng chỉ biết thế thôi. Còn tại đường DH51 có chiều dài hơn 10 km đi qua 4 xã là Đại Tập, Đông Ninh, Tân Châu và Tứ Dân, cũng của huyện Khoái Châu. Đây được coi là tuyến đường huyết mạch để phát triển kinh tế, giao thương hàng hóa cho các xã ven sông Hồng. Nói là đường huyện, nhưng theo ghi nhận của chúng tôi, vào sáng ngày 22 tháng 8 vừa qua, tại đoạn qua thôn Kiến Châu, xã Tân Châu, thì đây không khác gì đường đất tại một vùng quê hẻo lánh với hàng cây dại mọc um tùm hai bên đường. Theo người dân sinh sống trên tuyến đường này cho biết, hơn 20 năm nay, tính từ những năm 2000 thì con đường này hầu như chưa một lần được sửa chữa hay nâng cấp. Con đường này thì từ khi em sinh ra năm nay 37 tuổi rồi thì đi các tỉnh, các cấp xã là chưa còn một con đường nào là xấu như con đường này. Xuống cấp là quá trầm trọng rồi. Ổ voi, ổ gà thì rất nhiều. Xe con là đi gặp quệt gầm hết. Nói chung con đường này so với các tỉnh thành thì đúng là quá là lãng quên. Chúng tôi cũng chỉ biết là nhìn cái con đường nó xấu quá. Dân thì kêu lên vài lần rồi, nhưng mà không biết là cán bộ ở địa phương này có trình lên cấp trên đây không. Trước bức xúc của nhân dân về tình trạng xuống cấp của hai tuyến đường trên, nhóm phóng viên đã có buổi làm việc với Ban Quản lý Dự án huyện Khoái Châu. Trong đó, đơn vị cho biết tuyến đường DH52 có chiều dài gần 4 km, hiện vẫn chưa có kế hoạch sửa chữa hay nâng cấp. Trong khi tuyến đường DH51 có chiều dài hơn 10 km đã được Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu phê duyệt cải tạo nâng cấp từ tháng 10 năm 2019, nhưng đến nay mới chỉ xong được một phần. Được phân kỳ đầu tư hai giai đoạn. Giai đoạn 1 là năm 2020-2022 và giai đoạn 2 là năm 2023-2025. Điểm đầu là từ dốc Xí Tân đến bến đò Đông Ninh. Đến nay giai đoạn 1, chúng tôi đã thi công hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Đối với giai đoạn 2, chúng tôi đang triển khai thi công. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công công trình. Phấn đấu năm 2024 sẽ thông tuyến và bàn giao đưa vào sử dụng. Có đường H51 này thì mới giai đoạn 1 là mới hoàn thành được hơn 4 km. Nhưng mà chúng tôi mong rằng là làm tiếp cái đoạn là từ đây đến qua Tân Châu. Hiện nay là những cán bộ, nhân dân, Đại Tập và các xã ngoại bối là rất mong chờ. Mặc dù được coi là đường huyện, nhưng chất lượng của hai tuyến đường lại không tương xứng chút nào. Nhân dân nơi đây thường gọi là những con đường bị lãng quên. Mong muốn lớn nhất của người dân nơi đây là tuyến đường sớm được cải tạo, nâng cấp để bà con thuận tiện đi lại, phát triển kinh tế. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã kết thúc mục ống kính phóng viên của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.